biết gì đâu, không biết gì đâu. Đâu. Chạy thôi, chạy thôi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với TK Official. Yeah. Wow, hôm nay hình như thiếu ai vậy ta? Mọi người biết thiếu ai không? CD đó đó, trời ơi, hôm nay mình chào mọi người có một mình thôi. Lý do là tại mình đang về quê để ăn cưới anh hai của mình đó mọi người. Đó nên là Cindy không về với mình được. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái vlog đi từ nhà của mình vào Sài Gòn. Xong cái mình đi xe xuống nhà của Cindy xem nhà đám Cindy như nào. Đó, nhưng mà mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Bây giờ mình sẽ chọn đồ và đi ra sân bay. Mọi người đón xem clip của mình nhá. Ok. Ta-da. Sau khoảng 2 tiếng qua các bước thủ tục bla bla, mình đã có tấm vé trên tay. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra chỗ cửa để lên máy bay nha mọi người. Đó, mọi người bay cùng mình nha. 6.5 hours later. Hello, sau khoảng hơn 1 giờ bay thì mình đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ mình sẽ di chuyển về nhà và sau đó tiếp tục clip cho mọi người xem nha. Sau khoảng hơn 2 tiếng mình đi từ Sài Gòn về Gò Dầu Tân Ninh thì bây giờ mình đã có mặt trước nhà của Cindy ở đây. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào nhà của Cindy nha. Bây giờ mình sẽ đi vào đây để mình kêu Cindy ra. Kê ơi. A few inches later. Nani? Trời ơi, đó mà mọi người coi phản ứng của Cindy như nào nha đó. Mở cửa nào. Trời ơi, vừa xuống này, lâu ngày có nhờ con xuống đi mình luôn hả? Ờ, đi mình mà. Trời ơi. Đi có đem bánh gì không? Không. Chắc không? À, thế chứ có nhiều lắm, đắt chưa cho. Đi vào nhà đi, cho ăn uống. Này, giờ là má mây nè. Chào cô. Là ba của Ke đang nghe điện thoại nên mình chưa chào được, phải mình chào sau nha mọi người. Chưa đi từ chiều giờ đói bụng quá nè. A few moments later. Đây là nơi mình hay đi từ năm có ba tới bây giờ, đi rất là không biết nói gì hết trơn. Không biết nói gì hết trơn. Bây giờ mình sẽ quay vòng vòng ở đây rồi cho mấy bạn mình đi chung với mình coi nha. Cái khoai đồ ăn cho mọi người coi, mấy bạn mình đi chung với mình nha. Đây là bạn ngăn bí đao của mình nha mọi người. Chơi với mình từ hồi lớp mấy? Lớp 9 bà nội. Lớp 10. Đó, bạn thân mà. Bạn thân lớp 10. Mày á, mày nó chơi với mọi người. Mà nó là hồi xưa. Thôi bỏ qua đi nè. Đây là bạn gì mọi người cũng biết rồi nha. Đây là bạn còn đây là Châu nha mọi người, đây là em của mình nha. Nó bê ăn rồi. Đây, bây giờ bạn Văn sẽ ăn để cảm nhận thử coi lần đầu tiên ăn đây như thế nào. Lần kia nó ăn cái lần kia lần đầu tiên. Nói chứ mình cũng giảng qua chơi vài lần rồi mọi người. Mà nó không hợp gu với mình á. Quay lại có được xạo chưa? Thẳng thắn mọi người chứ. A few inches later. Ăn chơi nó say rồi, bây giờ tụi mình lên đường về nhà hả mọi người. Hello. Mọi người biết tụi mình đang định làm gì không? Ủa làm gì? Làm gì? Bên đêm ông hôn thì làm gì? Đó là mua đi sầu riêng này đây. Mình mới mua đi sầu riêng này 4 triệu. 4 ký thôi. 4 ký nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử cái tay nghề của bạn Văn Khui đi sầu riêng như thế nào nha mọi người. Đây mọi người ơi, tụi mình đang kỳ công để khui cái đi sầu riêng này ra. Được đây làm cho. Làm không được mà tao lanh đó mọi người. Và mình sẽ ra tay cứu trợ mình cái series này nha mọi người. Đây thành quả đây nha mọi người ơi. Bây giờ tụi mình sẽ thử cái series này nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ ăn và mình sẽ thử cái series cho mọi người nha. Yeah. Cũng được, cái bò ngon luôn. Cũng ngon mọi người, nhưng mà có điều là tại vì cái series này nó chưa chín lắm. Cái này mà tầm ngày mai hoặc ngày kia là ok, nhưng mà bọn mình kiểu vội quay cho mọi người xem quá nên là không sợ. Chứ phải thèm quá, cứ thử sớm nè. Mình đặt thôi mọi người, sợ thèm quá khui lên. Mà cho nên mới sống mọi người. A few inches later. Đây
xong rồi. Còn phần còn lại thì tụi mình sẽ chờ cho ba mẹ về đại trúc và bỏ ra tủ lạnh nhà mày ăn tiếp cho nó ngon. Còn bây giờ thì tụi mình đi đâu? Chơi lô tô. Chơi lô tô thôi. Chào chào, đây là xin quay mọi người. Tụi mình đã tới hội chợ rồi đây. Vẫn rất là đông nha mọi người. Giờ tụi mình vô sẽ chơi lô tô. Mình đã mua lô tô nha mọi người. Bây giờ sẽ kêu nè mọi người ơi. Đó, hôm nay sẽ là kêu chai luôn ấy, không có hát nhẹ. Đó, vừa ăn vừa chơi lô tô là xuất sắc. A few moments later. Mọi người ơi, sau buổi đi chơi hội chợ thì tụi mình không có kinh được bạn nào hết trơn á. Tốn rất là nhiều tiền, chơi rất là nhiều bạn luôn mà không kinh được bạn nào hết trơn. Suwana, tại ca thúi quá mà. Thúi á. Hôm nay tụi mình quyết định sẽ đi chơi tiếp. Lần sau kinh nha. Ok, thôi bây giờ cũng khuya, bọn mình sẽ... giờ tắm rửa đi ngủ thôi. Ok, và tiếp tục series đi về quê của đi chơi thì bây giờ mà mình sẽ đi ăn. Yeah, ở ngoài trời đang mưa nha mọi người. Bây giờ mà vô ăn lẩu là đi cú mèo luôn. Và xin giới thiệu cho mọi người một người này rất là quan trọng với mình. Ai vậy? Đâu rồi? Đây là mẹ mình nha mọi người đó. Người đàn ông quyền lực đó. Người ơi, ủa chạy đâu vậy? Ôi nó cơ. Một lát mình ra mình ăn rồi mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Ok, đi đâu? Ừ, răng vào. Đây là mình đang gọi món này. Ở dưới đây, kia đây. Kia đây. Hai món đầu tiên là cánh gà chiên nước mắm và bún sữa nước. Mình thích ăn với sữa nước, cho nên mình kêu hai phần với sữa nước luôn. Mê vụ, mê vụ. Nói gì mà mẹ mình cứ đi quán ăn mà không có cho ăn á mọi người. Đi quán ăn không cho kêu mẹ cho ăn. Đi quán ăn. Thôi đừng gì dễ sợ rồi. Mẹ mình sẽ quay cận mau cho mọi người ăn hết rồi là đi. Rồi ăn sạch luôn đây mọi người ơi. À, giờ tụi mình đi về nhà ngủ thôi. Chào mọi người, và bây giờ mình quay chụp hình đồ các kiểu xong rồi. Cho nên là bây giờ mình nhóm tục đi ăn mọi người nha. Ở đây là bạn mới mọi người, đây là bạn giới thiệu với mọi người, đây là anh Toàn nha. Anh ở dưới quê của mình nha mọi người. Hello mọi người. Chơi không có thân đâu mà nãy thích thì chơi vậy đó. Đó, bây giờ là tụi mình đang đi ăn cái chỗ bánh tráng ngon ở đây. Tại vì quê mình ở Tây Ninh đó, cho nên là nổi tiếng là bánh tráng. Tụi mình có rất là nhiều món. Ra món đầu tiên đó chính là món bánh đa trứng cút. Còn đây là khô bò. Chắc các bạn ở Sài Gòn cũng có ăn cái món này rồi đúng không? Còn đây là bánh tráng trộn. Đó. Đây là sâm nhuyễn nhuyễn nha mọi người. Đây là món sâm nha mọi người. Đây là sâm nhuyễn nhuyễn. Tụi mình đang ở trong Phước Đông, đi vô nhà chính bên trên nha mọi người. Tụi mình đói bụng quá, tụi mình ăn gà rán trước nè. Xong rồi giờ vô đây bảo mới cho ăn xôi nước nha mọi người. Ăn cho hết rồi mới đi nha chứ. Đó quá trời rồi mọi người ơi. Đây để mình xô cận cho mọi người nha. Những cái viên xôi nước uống nu uống nằng đừng do nè mọi người ơi. Đó. Béo đi kè đó. Quê mọi người có cái này không đây? Béo đi kè đó. Mềm ngon ngon. Đâu ăn rồi cảm nhận cái nào? Dài quá. Rồi. Rồi ăn cảm nhận rồi. Anh hai múc chưa? Anh hai ăn chưa? Nó vừa ngọt ngọt ngọt, vừa mặn. Chơi hơn nữa. Cái mặn hay mặn gì không? Cái gì vậy? Cái nhân ở trong nó mặn á. Còn ở ngoài là cái nó ngọt nó trong. Ngoài là cái nước này ngon lắm này. Đây là chuyên mục ăn tiếp thôi mọi người ơi, lúc nào cũng phải ăn vậy hết nè. Mua mỗi đứa một cái đùi gà. Và trước hết ăn cánh gà. Mua xong rồi bây giờ qua ăn cho xin đi. Cả đùi gà, cả cánh gà đây. Ồ, cười quá à. Đó, giờ tới lượt mình ăn nha mọi người. Lâu về nhà cho anh tới tấp luôn à. Cho ăn mọc với heo luôn, muốn mọi người gian lên hình nọng cho bá luôn. Nè, mọi người nó mềm, nó tượng biết nào. Đó, rồi tụi mình ăn xong rồi bây giờ tụi mình dọn dẹp đây. Dọn dẹp xong rồi tụi mình sẽ chuẩn bị đi đâu thì mọi người coi tiếp rồi sẽ biết nha. Đúng mọi người, tụi mình đang đi đâu đây? Đó, tụi mình đang đi lên thị xã Tây Ninh nha mọi người.
Hôm nay sẽ đi Vincom để coi phim và chơi các trò chơi. Lát mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Vài giây phút nhỏ nhoi cho mọi người ăn cơm chó xí nha. Thương nằm, thương nằm. Trời ơi, trời ơi. Tóc nè, đùa thấy ghê quá. Không biết gì đâu. Chạy thôi, chạy thôi. À, tụi mình đã tới ở đây. Đầu tiên là tụi mình sẽ mua 100.000 xu. Đó, bây giờ tụi mình sẽ chơi là chơi bắn cá chứ các bạn. Thua rồi mọi người ơi, còn ai không bắn á. Trời ơi, chứ giờ mà thua rồi, xu ghê. Có bắn có xu. Đó, mọi người ở đây là đang mùa dịch đó, cho nên mọi người đi chơi chỗ đông người là nhớ đeo khẩu trang nha. Đó. 2, 3, 7. Mọi người ơi, tụi mới vừa được ăn một con chà bá luôn. Con nào? Quá đã luôn, nhưng mà nhiều xu lắm nha. Bây giờ rút thì rút xu thôi. Trời ơi, quá đã luôn nè. Đó, bây giờ là bắn tiếp nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nắp mũ rồi mọi người. Đó, nó nhiều 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 xu lắm rồi. Ok chưa? Quá đây, quá đây. Rồi ơi. Mọi người ơi, đi chơi mấy bữa nay xả láng luôn. Bây giờ tụi mình đang chuẩn bị đồ đạc đi lên lại Sài Gòn đây nè mọi người. Quá trời đồ luôn. Đây, bye bye ba mẹ nha. Bye bye. See you again. Đó. Và cái video tiếp theo là một cái video vô cùng đặc biệt luôn. Mọi người phải nhớ đón xem nha. Đó, mình bật mí trước đó, chính là một cái hôm sinh nhật cho tụi cho ba đứa luôn. Đó là Cindy nè, JB Thanh Trúc và bạn Văn luôn nha mọi người. Mọi người nhớ đón xem cái video đặc biệt ngày hôm đó nha. Còn bây giờ thì kết thúc clip, mọi người nhớ thả tim, like, share, comment và subscribe kênh TK Official nha. Bye bye.